Dạ, xin kính thưa vị khán giả thân mến, đến với nội dung trong video này thì Hiếu xin cập nhật thông tin có liên quan đến Thiền Am và đặc biệt là liên quan đến thầy ông nội tức là cụ Lê Tùng Vân để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả được biết. Nghe được cái thông tin này xong thì Hiếu cảm thấy rất là an tâm, cũng rất là vui. Thưa vị khán giả, thì nội dung xoay quanh cái đề tài nói về thầy ông nội không có giống như những gì mà từ bấy lâu nay họ lan truyền ở trên mạng xã hội, cho rằng thầy vẫn còn khả năng để mà quan hệ sinh con đẻ cái như thế này thế nọ. Nhưng thật sự nghe qua cái video này thì mới biết được rằng thầy ông nội đã tịnh thân từ lúc 9 tuổi rồi thưa vị, và ông đã cắt bỏ đi cái bộ phận sinh dục của mình luôn. Thưa vị khán giả, nghe thì rất là đau lòng cũng rất là thương cho thầy ông nội thưa vị. Đó, vậy mà hàng ngày họ cứ lên trên mạng đổ thừa là cho ông cụ là loạn luân với con cháu như thế này nọ, lung tung bang lùng tùng xèn hết, nghe thật sự rất là đau lòng và cũng rất là bức xúc. Thì trong cái nội dung video này có một vị khán giả gọi điện cho anh U50 đó, anh U50 này có cái kênh là Sức Khỏe U50 thưa vị, thì cũng trình bày tình tự chi tiết. Đây là một nhân chứng sống biết rất là rành về thầy ông nội thưa vị. Đó, cái quá trình của thầy là làm ở đâu, tu ở đâu, nghề nghiệp ra sao thì người này biết rất là rõ. Cho nên là Hiếu cũng xin phép là kênh Sức Khỏe U50 cho Hiếu được truyền tải cái nội dung video clip này đến cho tất cả quý vị khán giả yêu mến Thiền Am được biết, để hiểu rằng thầy ông nội không giống như những gì trên mạng họ nói là luận lon như thế này thế nọ thưa vị. Đó, đạo đức của thầy rất là cao, được tất cả mọi người trong và ngoài nước yêu mến. Thì yêu mến thầy như thế nào, sự nghiệp của thầy ra sao, tu tập từ nhỏ tịnh thân như thế nào thì nội dung trong video này Hiếu mời quý vị cùng nghe. Rất mong là quý vị khán giả khi xem để lại bình luận nhận xét cũng như là để lại một like tặng cho Hiếu và đăng ký kênh để cho kênh của Hiếu ngày càng phát triển hơn. Qua đây thì Hiếu cũng xin cảm ơn chân thành đến với anh Sức Khỏe U50 đã có một cái đoạn trò chuyện với một vị khán giả rất là hay, và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả yêu mến Thiền Am từ bấy lâu nay luôn đồng hành và ủng hộ cho Hiếu cũng như là ủng hộ cho Thiền Am. Một lời cảm ơn chân thành nhất, xin cảm ơn. Và sau đây Hiếu mời quý vị cùng nghe đoạn ghi âm sau đây ạ. À. Hello, có phải anh Sức Khỏe U50 không ạ? Dạ, dạ, ai vậy? À, em mới còn like của anh xong rồi nè, nhưng mà em vô Zalo các bạn không được. À, vô Zalo số này được chứ bạn? Đâu có được đâu, nó hiển thị lên là bị chặn tìm kiếm bằng số điện thoại. Bị chặn hả? À, chặn tìm kiếm bằng số điện thoại. Ủa sao vậy, anh số của anh nào 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 kết bạn lần nào chưa? Em nói chung em mới bấm số của anh nè, em kết bạn nó hiển thị lên là số của anh nó bị chặn cái tìm kiếm bằng số điện thoại. Em ở đâu? À, em cũng ở Sài Gòn nè, anh ở Sài Gòn phải không? Ngày hôm qua em có đi theo dõi nó không? Em chỉ có coi lại trực tiếp chứ em không có thời gian đi anh. À, em có kênh không? Em không có tạo kênh anh. À, vậy là chỉ theo dõi tại thôi. Vì em ở nhà em có công việc ở nhà anh ra không có thời gian đến đây, em chỉ theo dõi thôi, có đi bình luận này kia thôi. Nhưng mà hôm qua giao trong cái phiên tòa có một cái luật sư bên bên của ông thuốc nổ á, ông thích tâm tối á. À, đúng rồi. À, có ông luật sư ngoài Hà Nội có một câu nói rất là ấn tượng mà em không thấy ai nhắc tới chứ. Ông luật sư ngoài Hà Nội, anh nhớ ông nói gì không? Rồi, bữa qua đúng rồi anh cũng có, nhưng mà giờ quên mất rồi. Hôm qua cái ông nói cái câu gì em quên được hả? Em có nhớ không? Ông nói rằng á, cái một ổ bánh mì là một ổ bánh mì, nửa ổ bánh mì cũng là bánh mì. Rồi, rồi, ok, đúng rồi đó. Rồi, nhưng một câu chuyện là một câu chuyện, nửa câu chuyện không phải là một câu chuyện. Cái phiên xử này cần phải cái xem xét lại. Phiên tòa này cần phải xem xét lại. Đúng, đúng, chính là nói cái câu đó. À. Ông nói câu đó, cái thằng lóc cóc á, cái thằng vô côn, vô đạn á, nó kéo ông xuống á, nó kéo ông xuống á. Đúng rồi, nó gườm liền đúng không? Rồi, rồi, anh có thấy. Nó kéo ông xuống. Ừ. Thì thành ra là em thấy một cái câu nói bên bên đối chị bên kia nói một câu đó là phản biện ngược lại thân chủ họ, mình thấy rất là ấn tượng ở chỗ đó. Là mình mới nãy lên chơi cái kênh Facebook của anh á, kênh YouTube em có bình luận á, làm nói là bên Thiền Am đã thắng thắng ở chỗ đó đó. Đúng rồi,
Nói chung là anh nói với em là cái phiên tòa này nó sắp đặt cái tên rồi, nó là phiên tòa hình thức mà anh, chứ không phải đâu, phải phiên tòa hình sự, phiên tòa hình thức. Hình thức rồi, nói chung bởi vì sao? Em nói thẳng ra một câu, không có vụ bé Diễm My cũng bị nữa, tại vì cái lùm xùm lên vào năm 97 chứ không phải là vào năm 19, vào năm đúng là năm 97 á, chứ không phải năm 1917 á, năm 1917 đó. Nhưng không phải năm 1919 mà ông cụ này ông bị mắc nạn là lần này lần thứ ba. Lần thứ nhất là ông mắc nạn năm 97. Lần thứ hai ông mắc nạn năm 2007. Còn lần này ông mắc nạn vào năm 2017. Tức là bây giờ ấy, nhưng mà tại vì ông cụ này có một cái thắc mắc là SOS và dấp nó không có xen vào chuyện này. Tại vì ngày xưa mà ông là câu lạc bộ Thánh Đức á, chạy nuôi trẻ Thánh Đức ở Lê Minh Xuân ở Phạm Văn Hai á. SOS gửi tới 100 mấy chục người cho ổng nuôi, tại vì cái SOS ở Gò Vấp á, là chạy trẻ mồ côi á, là bị cháy á, là bị gửi cho ổng tới 100 mấy chục người ổng nuôi trẻ mồ côi. Đúng ra SOS được Gò Vấp phải vô vụ này, chứ mà em thấy không vô nó hơi bị lạ. Đúng rồi, chắc sợ ngại, ngại là do cái vụ mà ổng sợ là bị tố là liệm long đó, thành cho nên họ sợ. Ông cụ này á, ông đã tịnh thân từ năm 9 tuổi mà anh. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ cái cho ông cái vô cho ông cái tội liềm long là quá vô lý, thành cho nên họ ngại. Rất nhiều người họ ủng hộ Thiện Âm, nhưng mà họ ngại cái vấn đề là khi mà vướng vào là sợ khi ông bị kết tội là cái tội liềm long này là họ dứt và họ sử dụng, họ sợ mang tiếng phải không? Tại vì thật ra cái hồ sơ của ông từ năm 97-2007 á, là nó có nằm ở Bình Chánh. Năm 97 cũng vậy, rồi cái tội mà lúc mà năm 2007 á, thì nó sầm ở Lê Minh Xuân, mà ở ngay cái trại giam ở Lê Minh Xuân, trại giam Chí Hòa Lê Minh Xuân á, phòng vô Bắc á, họ có khám xét ổng, cái con nhỏ mà nó có bầu nó vô sinh vô nó ở, là tại vì nó ở với trai rồi xong trai bỏ nó không có chỗ ở nương tựa, nó không dám về nhà thì nó ở xong cái đầu nó đẻ con đẻ cái xong rồi để cho ông nuôi, quay ngược lại cái nó kiện ổng, nói ổng hiếp dâm nó có con rồi bị giảm bỏ nó. Ghê vậy hả? Năm 2007 là cái vụ đó rồi xong rồi cái đầu công an mới ập vô là mới bắt hết cho những người trong đó rồi khám xét ổng thì mở ra không phải là ông tình thân là tình ấy không, mà ông cắt bỏ hết luôn. Thì lúc đó xong người ta mới trả ông về, xong rồi cũng lùm xùm quá, thành ra là ổng nói chung ở Bình Chánh cũng có nhiều chuyện lắm, rồi thành ra nó mới im rồi cái xong cái ổng ngay chỗ giải tỏ, ổng mới bán chỗ đó, ổng mới về Long An. Với ổng là thật sự là ổng tịnh thân từ hồi nhỏ mà ổng cắt bỏ hết, mà ổng đâu còn gì đâu. Cắt bỏ hết hả? Mà sao năm 2007 là cái hồ sơ ở huyện Bình Chánh vẫn còn mà. Mà sao cái vụ đó là hồi trước ra là sao lại không đưa ra để làm chứng cho ông ta để chứng minh? Trời ơi, nhiều người lắm anh ơi, nhiều người đưa ra mà có ai tin đâu anh. Mà sao ổng cũng không chứng minh ra ta? Để rồi vướng vào như vậy. Ông ta nói, ông ta nói cầu anh không nghe hả? Mấy cái tụi vua tốt đó mà nó bôi xấu Thiện Âm, mà tụi nó có tiền nuôi vợ nuôi con nó thì mặc kệ nó đi. Miễn sao nó có tiền nuôi vợ nuôi con nó là được rồi, mình không ảnh hưởng. Đúng rồi. Ông nói vậy mà. Bởi vậy thành cho nên anh cũng nghĩ vô lý là tại sao nếu như mà họ muốn mà liệm long thì bao nhiêu năm nay họ họ có cái quyết định thì họ đưa ra họ khởi tố lâu rồi, nhưng mà đằng này là không có cái tại... chắc có lẽ là họ kết luận không được, họ không có cái bằng chứng, thành cho nên là không kết tội ông được về cái tội đó. Anh nên nhớ rằng là không có ai giỏi. Anh nên nhớ rằng không có ai giỏi, em không nói đủ câu nghe, anh tự suy nghĩ nghe, không ai giỏi, đừng giỏi hơn là không còn. Nó là như vậy thôi. Tại vì em thấy anh chia sẻ mà cũng có nhiều cái thông tin thì anh cứ nắm chưa rõ, thì cái em cũng là nếu em nói thật sự là em biết ổng từ lâu lắm rồi, em mà quên miền Tây thật, nhưng mà em lên Sài Gòn đây cũng hai mấy năm rồi. Nhưng mà ngày xưa á, vào khoảng năm 2000 á, giờ cái chùa Phật Cô Đơn hỏi ông thầy hai bán nhang là ai cũng biết hết. Vậy hả? Bây giờ kể cả bây giờ luôn, giờ Phật Cô Đơn hỏi ông thầy hai bán nhang ngày xưa á, là ai cũng biết hết, những người lớn tuổi. Là ông là cụ Lê Tùng Vân á hả? Đúng rồi, là ổng ngày xưa ổng là bị hiệu là thầy hai bán nhang. Tại vì ngày xưa là hai nhang bán. Mà sao những cái thông tin này trên cộng đồng mạng không nghe nói ta? Có nhiều người nói lúc trước lắm, nhưng mà nhiều người sao là bắt đầu biết bị tấn công, ta biết im luôn. Mà sao lại không anh chưa nghe những cái thông tin như thế này?
Bây giờ em nói thật ra, bây giờ anh về Phật Cô Đơn thì anh hỏi những người lớn tuổi, họ biết ông thầy Hai Bán Nhang ngày xưa ở đây không? Đúng rồi. Hoặc là Trà Thánh Đức, ai cũng biết hết. Mà sao lấy cái gì nuôi dưỡng Trà Thánh Đức là ai cũng biết hết á. Nếu như vậy mà sao cụ Lê Tùng Vân này cụ không ra cái cụ là chứng minh? Và những người chúng ta không đã ông nói gì? Rồi mà ông nói cái gì cũng là cái nhân quả thôi. À. Ông đâu có cần. Nhưng mà bây giờ ông tù oan như vậy thì ông không oan đâu anh. Ông không oan đâu. Ông không oan đâu, tại vì trước cái phiên tòa 2 ngày á là luật sư, cái đoàn luật sư á đã kiện ngược lại cái công an huyện với công an tỉnh loại kiện lên trung ương rồi. À. Thì có rồi, cái văn bản đó có lên trung ương, nhưng mà không biết là mình chờ 15 ngày kháng cáo thì trung ương có bầu cục hay không, hay là cái kết quả nó như thế nào đây? Kết quả như thế nào thì cái vụ này mà nếu như mà ông có tội thì thế giới nhìn rõ hơn thôi. Đúng rồi, chứ giờ cái bản án này thì xét ra rồi đó. Giờ thì có không sao hết trơn á. Không có sao hết trơn á, vậy thế giới mới nhìn được. Còn mà không có vậy á thì sau này ví dụ như mà em nói trường hợp mà trắng án hôm qua em càng lo hơn. Trường hợp trắng án cho trắng án xong rồi giờ về kiếm chuyện khác đàn áp tiếp. Đúng rồi. À là như vậy đó, thế giới tại biết chúng ta vào được. À. Còn bây giờ cho trắng án xong rồi giờ bắt đầu kiếm chuyện khác. Cứ chù dập hoài làm sao sống được. À. Đó là có phương hướng là nói là như vậy. Bởi em bình luận lại trong cái YouTube của anh, em ấy vừa xuống đó. Em nói là hiện em đã thắng. Ừ. Đúng rồi, thắng từ cái chỗ đó. Thắng trong lòng người, thắng trong lòng là thắng trong công lý, thắng trong lòng dân á. Thắng tất cả mọi thứ, tại vì em nó vu khống người ta suốt hơn 3 năm trời, nhưng mà cuối cùng nó tìm hoài tìm không ra cái tội của người ta, mà tội gọi là tội xấu xí nhất cả cái thế giới này. Đúng rồi. Nhưng mà cái đó mà bây giờ nó không thể nào tìm ra được và nó đã thu hoàn toàn rồi. Bây giờ nó đưa ra là những cái bằng chứng này ở thế giới nhìn vô thì thế giới cười. Mà cái thứ nhất, cái thứ hai á là trung ương nó bị bể mặt. Tại những đứa này anh thấy á, nó đọc cái chữ YouTube, lát YouTube, lát YouTube, rồi lát YouTube, rồi còn video có đọc là video. Anh nghĩ một người mà trình độ văn hóa như vậy mà làm ngay chú tỏ là sao? Đúng rồi. Học lớp mấy cũng không biết luôn á. Ừ. Thấy không? Học lớp mấy mình cũng chẳng biết luôn á. Ừ. Lát YouTube, lát YouTube, mình không biết nó đọc cái gì luôn nữa, còn video nó đọc là video. Ừ. À, anh nghĩ một người mà trình độ văn hóa cỡ nào mà nó như vậy? Đúng rồi, với lại nhiều cái nhận định trong cái phiên tòa mà đưa ra ông chủ tòa với lại ông viện kiểm soát cái khẳng định, mình cảm thấy nó hết sức là vô lý. Nó là hình thức mà anh, nó là hình thức mà. Ừ. Tại vì nói chung tỉnh Long An thì nó cũng đã có cái, gọi là nó đã có tiền sử con dao tấm thớt rồi. À. Thì đưa vô mấy này là chuyện bình thường, nó còn nhẹ hơn con dao tấm thớt mà. Ừ. Anh nghĩ đúng không? Bây giờ cái vụ đó, cái vụ Hồ Duy Hải là coi như cũng nổi tiếng rồi, bây giờ cũng chưa xong cái vụ đó đó. Cũng nó luôn. Ừ. Nhưng mà... Rồi cái thằng Trần Quốc Thắng đó, ngày xưa nó ở bên cái vụ Hồ Duy Hải, nó là cảnh sát điều tra của vụ Hồ Duy Hải, sao nó bị chuyển về bên đây đó. À. Thằng đó đó. Cũng ổng luôn á. Nó luôn á. Ừ. Thôi nhưng mà cái thông tin này thì em nói rồi, cũng như là biết chút ít, biết bật mấy cho anh thôi nghe, như là em cũng cho biết là an tâm hơn, nó là như vậy thôi, khỏi phải lo. Nhưng mà thông tin này chia sẻ ra được không? Ví dụ như mà thông tin này của ông này kia nọ thì nhiều người biết lắm rồi. Đúng rồi. Anh chỉ nói rằng là trước đây ổng là cơ sở Thánh Đức, là ổng có công ty xe nhang. Đúng rồi. Là nếu như mà ai muốn biết ổng là giờ Phật Cô Đơn mà hỏi người lớn tuổi, hỏi ông thầy Hai xe nhang thì ai cũng biết, anh chỉ chia sẻ phần đó thôi. Hiện bây giờ ở Thiền Am ta còn gần 100 cái máy xe nhang là mà. Ừ. Trong kho đó. Ổng đâu cho bán đâu, còn cho giữ lại đó. Hiện bây giờ trong kho Thiền Am còn quá trời nhiều máy xe nhang đó, máy xe nhang, máy trồng bột đó. Đúng rồi. Hả? Thì anh chỉ nói rằng muốn biết được Thiền Am như thế nào về Phật Cô Đơn. Ừ. Hỏi ông thầy Hai cái bán nhang ngày xưa ở trung tâm Thánh Đức là ai? Thì sẽ biết. Mà sao vô lấy có nhiều cái sao mà nhiều cái vụ đấy như vậy, thì biết rõ nguồn gốc của ông cụ lịch sử của ông như vậy thì sao họ lại không đứng ra họ bảo vệ, họ không đeo những cái quan điểm đó ra đưa cho luật sư, hoặc là những cái nhận định mà những cái thông tin đó lại không
Dạ, lần sơ mà ra lấy ra bây biết bao nhiêu cái bằng chứng mà có được đó anh. Đúng rồi, nhưng mà ngày hôm qua anh thấy không, luật sư đưa ra những cái nhận định, những cái lập luận đúng theo quy trình. Anh biết á, ông luật sư mà ông đưa ra cái mà bào chữa mà ngu ghi âm không phải là chuyện đùa nha, mà nó đâu dám đưa đâu. Trong đó là có phần là của Nhị Nguyên đưa, có phần của Jimmy đó. Nhưng mà đâu cho đưa đâu, nó sợ, đâu cho đưa đâu. Anh nhớ mà ông luật sư nó bào chữa bằng ghi âm không? Anh nhớ không? À đúng rồi đó, không cho đưa, anh nhớ có đưa mà là cái thông tin. Không cho đưa luôn. À. Không cho đưa, bắt ông ngồi xuống. Ông sẽ yêu cầu hai lần là không cho đưa. À đúng rồi đó. À thì anh nhận định mấy đó thì anh hiểu rồi, nhưng mà em chỉ cho anh biết rằng là cái thực tế của ông á, muốn hiểu rồi là lịch sử sâu xa là về khúc mà chùa Cô Đơn á, hỏi là rất là rõ. À. Hỏi mấy người lớn tuổi á, là ai cũng biết cái chơi ông thầy Hai Tấn Nhan ngày xưa. Nói từ năm 2000 đổ đi là ai cũng biết ông hết chứ. Tại lúc mà khoảng năm 2000 là mấy là ông có nhà Phật Cô Đơn mà. Rồi sau một thời gian mà vợ đó ở đâu đó rồi dắt đưa người xuống nhiều quá, thành ra với người vô đông quá rồi xe nhang bán là không đủ nuôi trồng thêm thủy sản. Chứ không phải là ngày xưa không có nuôi trồng thủy sản, chỉ xe nhang bán mở ra công ty luôn, có công nhân luôn mà. Rồi sao cái không có đủ chi phí nuôi, rồi biết cái cho nuôi trồng thủy sản, nuôi là làm vừa làm thêm bên này vừa làm thêm bên kia. Mà công nhận có nhiều cái cảm thấy vô lý thì cái chứ, lấy như vậy ông nói rồi mà không cho, mà ông không cho mấy người kia ấy, chừng nào người ta muốn làm gì thì làm mà. Hôm qua anh không nghe ông nói hả? Ai thích làm gì thì làm. Nhưng mà ông vẫn treo quan mà ông vẫn thể hiện cái bức xúc của ông mà. Nếu như ông chấp nhận như vậy thì sao ông cũng thể hiện cái bức xúc của ông được. Và những người, những tu sĩ kia, mấy thanh niên kia cũng phản ứng rất cao nhưng mà lại không được chấp nhận. Bây giờ đã giờ vào cuộc rồi thì không có đường nào thoát ra được. Bây giờ kêu bao nhiêu người cũng vậy thôi. Giờ thì vào cuộc là không có chấp nhận, không phải là chấp nhận, nhưng mà trong vòng nửa tháng nữa đi anh sẽ nhìn thấy cái nước cờ đảo ngược. Anh biết là luật sư Vũ là trốn mất tiêu rồi không biết hả? Luật sư Vũ trốn rồi hả? Với nhiều tập của tòa cao đó. Biết đó không? Chưa. Với nhiều tập của tòa cao đó. Nhiều tập của tòa tối cao là sao? Ngày qua này, mới ngày qua nữa hả? Chiều tập của ngày hôm qua luôn á, chiều tập ngày 20 mà nó quản lại mà không biết làm sao, nó bên này trốn lại. Ngày hôm qua ông tham dự ngày, nếu chiều tập ngày 20 sau ngày hôm qua ông tham dự phiên tòa được. Nó trốn mà. Là liên quan đến cái vụ mà trợ lý của ông đánh phóng viên gì đó. Không, chuyện khác nữa. Thì luật sư Vũ này nó có tiền án mà có liên quan đến cái vụ mà tố Bùi Ngọc Trâm nó sai lầm đó. Sao là làm có khác nữa. Chuyện nó còn nhẹ, còn chuyện kia còn lớn hơn. Chuyện gì em? Từ anh biết trong vòng nửa tháng anh biết. Trong vòng nửa tháng thì anh sẽ biết chuyện đó. Chuyện nửa tháng đâu lại thôi. Nó quê chị Vinh mà. Mà công nhận ông luật sư Vũ này ông không có xứng đáng là dục cho chú Phong cách rồi cái ông phải là đó. Nói chung ra là nó bị hận. Anh hiểu không? Hồi lúc đầu tiên á, nó xin bào chữa bên Thiền Am mà lấy video clip bên Thiền Am á. Nó đăng lên để nó câu view câu like, nhưng mà bên Thiền Am ta không cho, ta bắt nó gỡ xuống. Rồi bắt đầu nó ghét bắt đầu nó phản lại qua bên kia. Thì luật sư Hai Mặt đó. Thì đó là không cho nó ăn, nó giận á. Đầu tiên là tại vì năm chú tiểu hết thích Vinh Hà, mấy cái clip nó đăng lên là triệu view không, mà nó mê quá, lấy anh ta đăng lên nó, anh ta không cho, bắt đầu là quay đầu luôn á. Giống như Thiện Đạt vô đã đề rồi, bắt đầu đòi giám đốc đó, đòi làm giám đốc, bây giờ làm phó giám đốc đó, tiền bạc cái quỷ y giữ đó, người ta không có chịu đó, bắt đầu quay ngược lại tố đó, nó vậy thôi. Anh có biết vụ đó không? Thì cũng có nghe nói thôi, chứ còn lúc trước thì anh không theo dõi kỹ.
Tại vì lúc trước anh theo dõi mấy chuyện khác không, anh đâu có theo dõi bên Thiền Nga đâu. Thiền Nga mà thật sự là người ta đã gặp nạn từ 1997 là. Đúng rồi, cái bộ Thiền Nga mình lâu rồi, lâu 3-4 năm rồi. Ngày xưa là cô Nhi Thánh Đức người ta đã gặp nạn 2 lần rồi. Bây giờ qua Thiền Nga người ta lại gặp nạn nữa. Gặp nạn từ 1997 lần chứ không phải năm 17 lần chứ không phải 19. 17 là cái vụ mà hai thầy đi hát bolero, tiệc tỉnh bolero, cái đầu lần năm đó cái ông thích tầm tối đó. Rồi cái ổng là ổng với bảo vệ xong cái đầu mới kêu là Quyền Thân Nhị Nguyên với Nhất Nguyên á là tới ổng đó. Rồi mấy người đó không tới, rồi sau tới năm 2018 cái đầu ổng mới lên nói thầy chờ mấy người lâu quá mà mấy người không tới, cái là biết tối ngược lại đó. Anh hiểu cái ông đó tại sao gọi là thích tâm tối. Cái chữ nhật á là cái ánh sáng, cái chữ từ á là từ bỏ. Cái ông sư phụ của ổng á là rất là hay, ổng sư phụ ổng là rất là đắc đạo. Ổng mới đặt cho cái tên như vậy là thích nhật từ. Có nghĩa là thích. Thích là thích rồi, là cái họ có Đức Phật rồi. Nhưng mà nhật từ, cái chữ nhật á là ánh sáng, mà từ là từ bỏ, là từ bỏ ánh sáng. Ổng đi vào con đường tâm tối. Tức là sư phụ ông đã hiểu ông từ ngày xưa rồi, chứ không phải là mới đây. Là ông là gọi là thích tâm tối, chứ không phải là hoặc là TNT gọi là thuốc nổ, thuốc chế bơm chế đạn, tức là TNT. Mà ông thích nhật từ thì ông là một vị bậc thầy bậc thích như vậy, ông là người coi như ông có thầy bà vậy chứ á. Nhưng mà có ông có thầy không thầy, nhưng mà có cái ông lên là chức phó viện trưởng viện Phật học, nhưng mà ở cái đi trình độ như vậy mà ông lấy những sân si rồi đưa chia sẻ. Anh có nhiều cái trong bóng đêm đó là không biết đâu, em mà biết hết, nhưng mà anh chưa biết đâu, nhiều cái trong bóng đêm lắm. Anh phải tìm hiểu lịch sử. Cái anh của ổng ngày xưa là đệ tử Nam Cam, bây giờ là cái gì thích đặt quản giác gì đó, là cũng là phó giám đốc công ty đạo gia pháp ngày nay đó, ổng là giám đốc đó. Cái ông anh của ông là phó giám đốc đó. Nhiều lắm, mấy năm thầy tất cả mấy cái vị thầy đòi là lý lịch đòi em nắm nhiều lắm, nhưng mà tại vì ông muốn nói thôi. Em là sở thích tượng Phật mà, em là ít khi nào bán cho chùa lắm, bán cửa hàng không. Ví dụ như mà trong những nãy giờ em chia sẻ với anh á, thì ví dụ như anh chia sẻ là ông ở đó vậy được rồi, còn vụ mà ông tịnh thân này kia nọ nhiều người biết lắm, nhưng không phải là một mình em biết. Tất cả em nói thiệt, những người mà ở An Giang này kia nọ tất cả nhiều người biết lắm. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì người ta không thèm nói, ông không sao nói mà. Ông nói rằng cái gì cũng có nhân có quả, nếu như mình không có là không có, còn mình có là mình có, giống như Đức Phật ngày xưa thôi. Đức Phật ngày xưa thì bị biết bao nhiêu người đỡ quan có bầu gì đó này kia nọ đó. Rồi Đức Phật cũng đâu thèm nói đâu. Đức Phật nói tôi cái biết cô biết và trời biết đất biết, thì ông này cũng vậy thôi, tôi biết cô biết trời biết đất biết, nói vậy thôi. Đúng rồi, chỉ có thể là như vậy, cho nên là không tìm ra được cái bằng chứng mà để kết tội ổng liên quan đến ông không cho. Ông không cho nói. Ông như vậy nha, không cho nói. Ông nói ai vô quan ổng thì mang tội gánh chịu, cái gì cũng có nhân quả. Nói thiệt với anh, ông không bị sốc đâu. Nếu như ông bị sốc là ông đi lâu rồi. Anh cứ nghĩ đi, người già 90 mấy tuổi mà từ năm 2017, 2018 bước 2019 mà nó vụ ầm mấy chục người kéo vô làm vậy mà ông vẫn bình thường, anh nghĩ. Cái tâm ông tịnh lắm, ông già của ổng, anh biết ông già của ổng thì anh muốn lên ông cụ lên công tác ngày xưa, ổng là người như thế nào? Ổng là một nhà văn nổi tiếng của chế độ cũ. Nhà một nhà giáo, một nhà văn. Còn ông cụ Lê Tùng Vân này, ổng thì bằng cử nhân của Đại học Sài Gòn ngày xưa là chế độ cũ, thì anh hiểu ổng là cỡ nào rồi. Còn bằng cử nhân anh văn của ổng thì ổng lấy hồi năm 60 tuổi. 60 tuổi là ông lấy cái bằng cử nhân anh văn. Thì anh hiểu ông như thế nào rồi. Ông với cái ông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông cụ Lôi Trần Văn này, ông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là hai người bạn. Ngày xưa ông với ông Trịnh Công Sơn là hai người bạn. Một người là nhà văn, một người là nhạc sĩ. Ông này nhà văn, ông kia nhạc sĩ. Và những bài hát của Trịnh Công Sơn, có nhiều bài hát của ông cụ Trịnh Công Sơn, ông cụ Lê Tùng Vân này lắm đó, nhưng tại ông không muốn nói. Thì ông cho
ba của cụ ông Lê Tùng Vân này là cũng nghệ sĩ, cũng ông gì tắt rồi rồi, Lê Công Tắc, nhà thơ đó mà, nhà thơ, nhà văn, mà cũng là thầy giáo luôn. Quê của ông ngày xưa là ở An Giang á. Thì cái nguồn gốc đạo pháp của ông là xuất xứ từ cái đạo đúng rồi, Bửu Sơn cái đạo đó mà trong đất này không phải là của Phật thầy Tây An, nhưng phải là Bổn Sư Kỳ Hương. Bổn Sư Kỳ Hương sau này biết đâu gọi là tên thôi, ngày xưa là Phật thầy Tây An là ông nắm đầu gốc luôn. Ông nắm nguồn đạo gốc luôn, rồi sau cái đạo Bổn Sư Kỳ Hương rồi xong á là cái đạo gốc đó biết đặt lại cái Bổn Sư Kỳ Hương. Bổn Sư Kỳ Hương rồi bắt đầu biết tới Tứ Ăn Hiếu Nghĩa, Tứ Ăn Hiếu Nghĩa xong rồi bắt đầu biết tới ông Phật, ông Bổn Sư Ngô Lợi. Bổn Sư Ngô Lợi là với sư Giải Bán Phai là lúc mà Tứ Ăn Hiếu Nghĩa là ông đạo cho Phật Trùm nè, rồi ông Ngô Lợi tức là ông Bổn Sư á, Bổn Sư Ngô Lợi á, rồi tới ông sư Giải Bán Phai nè, tới ông Phật Tèn nè, rồi tới ông Phật Pháp nè, rồi tới ông Đạo Khùng nè, là trong năm ông đó là gọi là cái tên là Tứ Ăn Hiếu Nghĩa. Rồi sau cái đầu mấy người đó biết khuất mặt xong rồi chuyển qua cái ông Quỳnh Phú Sổ, ông sửa lại là Hòa Hảo, tại làng Hòa Hảo. Cái nguồn đạo này nó có mặt từ hồi năm 1827. Đúng rồi, từ thế kỷ 19 đó mà. Đúng rồi, từ năm 1827 là nó đã bắt nguồn của đất nước Việt Nam mình rồi. Các bạn biết đó, anh cũng có tham khảo rồi, có chia sẻ rồi. Còn như cái đạo Cao Đài á, thì tới năm 1910, năm 19, sao? Năm 1910 mấy á, 19 á, ngày 20, ngày 19 tháng 1 năm 1919. Cách đây mới hơn 100 năm thôi là đạo Cao Đài. Đạo đạo gốc đạo của Phật Thầy Tây An á, là gần khoảng 200 năm, hơn 200 năm rồi. Ở trước cái đạo Cao Đài luôn chứ không phải là sau Cao Đài, mà nhưng mà cái đạo gốc gốc Bổn Sư Kỳ Hương là chia ra nhiều nhánh đạo tại tại cái thời pháp thuộc, thì thời pháp nó không có cho cái đó, thành ra là người ta mới bỏ xác mượn xác, bỏ xác mượn xác, cứ truyền qua nhánh này truyền qua nhánh kia liên tục để giữ lại cái nền đạo. Đúng rồi. Đó, như cái đạo mà cụ ông Lê Tùng Vân đây là tôi thờ là ông cũng muốn duy trì cái nguồn gốc. Đúng rồi, cái nguồn gốc đây là cũng là cái nét mà bảo tồn văn hóa di sản đó chứ, của cái di sản của Việt Nam mình đó, của Việt Nam mình ngày xưa á. Tại vì cái văn hóa của Việt Nam mình ngày xưa nó là như thế nào, nó là đi thua về trình, đúng rồi, trên nhường dưới cái trên kính dưới nhường, thì nó là như vậy. Mà bây giờ anh thấy có ai thua, có ai trình, có ai kính, có ai nhường không? Đó, cái đạo pháp của ông là coi như là rất đúng theo cái nguồn gốc cái nền văn hóa ngày xưa. Đúng rồi, cái nền văn hóa của tổ tiên mình. Không giữ là cái nền văn hóa tổ tiên mình. Đúng rồi, bây giờ cái xã hội bây giờ hiện đại văn minh là mấy cái tín ngưỡng mấy nó thoái quá hết trơn rồi, con người bây giờ nó không có còn xong cái chỗ đó nữa. Bữa nào em qua bên kia em lấy vật tư các em ghé cà phê chơi. Ok. Dạ thì có gì thì anh tham khảo thêm đi, nhưng mà những gì em cho anh biết á thì anh chỉ chia sẻ phần mà lúc mà ông ở Phật Cô Đơn thôi, ở Thánh Đức thôi, còn ngoài cái đó ra thì mấy kia là cho anh. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, đó là nội dung trong video hôm nay mà Hiếu muốn chia sẻ đến cho quý vị được biết. Quý vị thấy nội dung này như thế nào? Khi xem rất mong là quý vị khán giả tiện tay để lại một bình luận nhận xét cho nội dung ngày hôm nay. Và tiện thể đăng ký kênh, bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất mà Hiếu chia sẻ đến cho quý vị được biết. Đồng thời bấm like để ủng hộ cho kênh của Hiếu ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Một lần nữa Hiếu xin kính chúc tất cả quý vị cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian quý báu ra mà để ủng hộ cho kênh của Hiếu. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Còn bây giờ Hiếu xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất ạ.